Các bạn, lại là mình đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp bài số 14 trong hành trình học chữ Hán của N5. Và bài số 14 ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau học về một vài những danh từ vô cùng là quen thuộc Mà xuyên suốt trong hành trình học uh, Minna no Nihongo từ đầu cho đến giờ chúng ta gặp rất rất nhiều rồi Đó là những từ gì nhỉ? Từ nam, từ nữ, từ tử, trong từ gì đây? Trong từ um, kodomo này hay là bố này hay là mẹ này Và cuối cùng từ này chúng ta sẽ gặp trong từ tomodachi đó nha Thế thì à, với chữ Hán đầu tiên chúng ta sẽ bước ngay vào chữ Hán đầu tiên Đó là chữ Hán có ông Hán Việt là Nam Nam là gì nhỉ? Nam là Nam giới phải không nào? Và những từ gì mà chúng ta đã gặp rồi? Chúng ta gặp những từ như sau đó là Otoko no hay là gì nhỉ? Otoko no ko hay là gì nhỉ? Sau này mình sẽ gặp từ này từ danse là gì nhỉ? Nam giới Hay rồi Thế đầu tiên về cách nhớ chữ Hán này nhá Chữ Hán này các bạn thấy có hai phần Phần bên trên là cái gì mà chúng ta gặp rồi nhỉ? à, trong các bộ thủ đúng không? Và kể cả bài trước chúng ta gặp rồi Tức là từ điền này Điền là gì nhỉ? Điền là ruộng Và bên dưới chữ này, chữ này cũng gặp trong bộ thủ đó chữ lực Lực là gì nhỉ? Là sức khỏe đúng không nào? Thế bây giờ các ông con trai nam giới là những người mà gì nhỉ? Có đầy đủ sức khỏe và thường đi ra ngoài để ra đâu nhỉ? Ra đồng để làm ruộng Đó, nhá Nam giới là những người có sức khỏe để đi ra đồng làm việc Được chưa nào? Hay thế thì với chữ hán này chúng ta sẽ cùng nhau học về hai cách đọc của nó cách đọc đầu tiên là cách đọc khi mà nó đứng một mình và nó nó tạo thành những cái từ vựng ví dụ như thứ nhất từ ô tô cô sẽ là ô tô cô no hito snap right? tô no hito hito là người đúng không người con trai và từ này chút nữa chúng ta mới học nhưng mà mình sẽ gửi các bạn luôn nhé là đó là gì nhỉ đó là ô tô cô no cô sẽ là gì đấy là người à cậu bé trai đúng nào ô tô no cô Hai. rồi và sau này chúng ta sẽ gặp từ này thôi đó là từ đan cách đọc là đan nhá đan là gì nhỉ là nam giới Được chưa nào đan nam giới hay đó là về chữ nam của chúng mình chữ nam này và vậy chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách đọc của nó nhá đầu tiên gì nhỉ người con trai sẽ là gì đấy Otokonoko tô Ô tô cô... à nhầm nhầm, không phải ô tô cô nô cô mà là ô tô cô nô hi tổ Gì nhỉ? Ô tô cô nô -no hi tổ Và gì nhỉ? Cậu bé trai sẽ là ô tô cô nô cô Ô tô cô... Nô cô, đấy Hãy học xong nam về chúng ta sẽ bước sang học sang chữ nữ nhá Nữ là gì nhỉ? Nữ là nữ giới và chúng ta sẽ gặp ngược lại với otoko no hito sẽ là onna no hito Đúng không nào? Hay là onna no ko Được chưa? Rồi thì đây là những cái từ mà chúng ta sẽ học à, Ngoài ra có một cái từ đó là từ kanojo Kanojo Cái từ kanojo này là nghĩa là gì nhỉ? Là bạn gái đúng không nào? Hay là cô ấy đúng không? Cô cô gái kia đúng không? À, thế thì với chữ hán này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó đã nhá về cách viết của chữ Hán này các bạn thấy là bản thân cái chữ này đã là một bộ Bộ nó là gì nhỉ? Bộ nữ rồi đúng không nào? Và hôm trước khi mà chúng ta học từ Yasui là từ gì nhỉ? Từ An Chúng ta thấy có người phụ nữ ở trong nhà thì mình cũng đã nói rất là nhiều đến chữ bộ nữ này rồi Và ngày hôm nay chúng ta chỉ cần ôn lại thôi à, Cách viết lại à, cái chữ này nhá Một nét, hai nét, ba nét nhá. Yeah. Một nét, hai nét, có ba nét thôi. Và đây các bạn sẽ nhớ nó nó theo chúng ta suốt từ cái bài học bộ thủ cho đến đến tận ngày hôm nay gặp rất là nhiều lần rồi nên là cái chữ này các bạn nhớ chay cho mình nhá. Đó là chữ nữ của chúng ta. Hay thế thì về cách đọc của nó các bạn nhìn thấy đây, đầu tiên đó là gì nhỉ? Onna, onna trong onna gì nhỉ? Onna no hito. Onna no hito và onna no, no ko desu Onna no ko Ôn là, là ngà, cô bé gái đúng nào? Và ngoài ra chúng ta sẽ gặp từ này trong với cách đọc là jo trong khi mà nó ghép vào những từ hán khác. Chữ hán khác đó là gì nhỉ? Kanojo, nhé. Kanojo. Và gì đấy? Nữ giới sẽ là jose, chưa nào? Jose. Đó là những từ của chúng ta nhá. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau ôn lại những chữ hán này nhá. Đầu tiên đó là gì nhỉ? Cô ấy hay là bạn gái sẽ là gì nhỉ? Kanojo. Kanojo Rồi, tiếp theo Người con gái sẽ là Onna no, ừ. On -no Và gì nhỉ? Cô gái, cô bé gái sẽ là gì nhỉ? Onna no ko, On -no -ko. Đấy chưa nào? Đó là những chữ hán của chúng ta, từ vựng của chúng ta với chữ nữ này nhá Tiếp theo chúng ta sẽ học sang chữ tử Tử này là tử gì nhỉ? Tử này là nói về đứa trẻ đúng không ạ? Bản thân cái chữ này đã là một bộ rồi, một bộ từ rồi. Thế thì qua wow, chúng ta sẽ thấy rất rất nhiều những từ vựng mình mình sẽ gặp với gặp với cái chữ Hán này khi mà học đến tận N4 đúng không nào? Tuy nhiên những cái chữ mà chúng ta đã học rồi thì chúng ta sẽ thấy đây, đây. Cô đô mô này, trẻ con này, cậu bé anh trai, cô bé à, cậu, à, cô bé gái này Hay là chúng ta gặp từ tử này ghép với từ điện sẽ là điện tử nữa cơ Đó, sau này mình sẽ gặp từ ví dụ từ boshi là Mũ này, okashi là kẹo này hay là kodomotachi là gì nhỉ? Đứa trẻ, hội những đứa trẻ con đúng không nào? Hay là musuko là gì nhỉ? Là con trai đúng không? Hay oko sàng khi mà hỏi về khi mà nói gọi con của người khác đúng không? Hay là oyako Oyakodonburi thì là món cơm 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 gì các bạn có thể nhìn nhìn cái hình ảnh của chúng ta nhá Oyakodonburi các bạn sẽ thấy một quả trứng ở đấy đúng không nào? À, gọi là món cơm bố con à. Đấy <laughs> Rồi tiếp theo chúng ta có từ Futago là gì nhỉ Là sinh đôi này Hay chúng ta có từ uh, Yosu là gì nhỉ Là tình trạng Tóm lại ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ cần nhớ cho mình đến những cái từ mà được gạch chân ở đây thôi đã nhá hay thì còn về cách viết cách viết này thì cũng giống như mọi lần mình giống với chữ nữ vừa nãy cái từ này chúng ta gặp từ bài bộ thủ cho đến rất là nhiều những bài về sau rồi nên là có khi cái chữ này các bạn nhớ trai cho mình được không đó nhá à, một nét hai nét tách ra đúng không và ba nét đây giống như đầu của đứa trẻ và hai tay nó đứng một chân đúng không nào đó là kodomo trẻ con mà trẻ con thì hay chơi trẻ, trò lò cò đứng một chân như này đúng không đó là chữ tử của chúng ta nhá hay, thế thì các bạn sẽ cùng nhau nhìn về cách đọc của nó này Wow, có rất nhiều cách đọc đúng không nào Đầu tiên, cách đọc đầu tiên nó cách đọc là cô Cô chúng ta sẽ gặp trong từ kodomo Kodomo Hay là otoko no ko", Chỗ này, vừa nãy mình vừa mới học từ otoko Mình sẽ không biết lại nhá Otoko no ko", hay là onnano Là cậu bé trai, cậu, à, cô bé gái đúng không Chỉ những đứa trẻ con á Tiếp theo là kodomo tachi Kodomo tachi Chúng ta vừa nhìn thấy từ kodomo bên này, chữ này không có chữ hán người ta không ghi ra đây chữ hán của nó đây. Và thêm chữ tachi là gì nhỉ? Chỉ số nhiều những đứa trẻ nhá. Musuko, musuko là gì nhỉ? Musuko là con trai. Hay là oko sàng là con người khác đúng không nào? Hay là gì nhỉ? Oyako donburi o à, Oyako donburi là cái món cơm mà mình vừa mới nói là cơm trứng, trứng, trứng cơm cơm trứng đúng không? Cơm cho trứng gà vào đấy. Tiếp theo này, HUTAGO Cách đọc tiếp theo, cái đọc là biến âm là futago sẽ là gì nhỉ? Sinh đôi đúng nào. Hay tiếp theo khi mà nó ghép với những chữ Hàn khác chúng ta thấy có cách đọc là gì nhỉ? Shi và sự. Thứ nhất, shi trong từ den shi ji Ngày xưa à không phải ngày xưa mấy hôm trước khi mà chúng ta học về chữ điện chúng ta đã gặp từ den ji này rồi đúng nào. Den shi ji là từ điển, điện tử tức là gì nhỉ? Kim từ điện hay là chô si wow chô si gai si y hay là chô si gai qua đi thì cái này n 4 chúng ta mới học cơ chô si là tình trạng thể trạng tiếp theo này bô boshi là cái mũ đội đầu nhá bô -xi. hay là okashi, okashi là gì nhỉ kẹo đó là một vài những cái từ vựng một cách đọc là si với chữ tử này Tiếp theo chúng ta có từ một từ hơi đặc biệt một chút đó là từ yo sự yo sự là tình trạng đúng nào hay là ừ, cái tình trạng tình hình làm sao làm sao đó nhá thì cách đọc của nó sẽ là sư trong trường hợp này được chưa nào hay và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những từ vựng mà chúng ta đã học rồi nhá thứ nhất đó là trẻ con mọi người cùng nhau đọc nào trẻ con là gì nhỉ trẻ con là cô đô ừ, cô đô mộ tiếp theo đứa trẻ là con trai sẽ là gì nhỉ thằng bé đúng nào ô ô tô otoko no ko rồi đứa bé gái sẽ là gì nhỉ cô bé sẽ là onna no ko onna no ko tiếp theo chúng ta có từ kim từ điển sẽ là den nhắc lại một lần ngày hôm nay nhá den shiji den shijiso. và choshi choshi là gì nhỉ choshi là là tình trạng thể trạng đúng không đó là về chữ tử nhá Tiếp theo chúng ta sẽ học về hai chữ Hán là gì nhỉ? Là bố là mẹ đúng không nào? Đầu tiên chữ phụ nhá, phụ là bố đúng không nào? Đây là phụ này. Bố, thế còn mọi người đoán được chữ này là chữ gì không? Chữ này sẽ là ông nhá. Ông thì sau này chúng ta sẽ học. Rồi, thế thì về chữ Hán này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cách viết của nó đã. Chữ phụ là bố đúng không nào? Chúng ta tưởng tượng bố có hai gì nhỉ? Có hai cái, hai cái ria mép và đây bên dưới là hai cái, hai cái gọi là cái dâu đi, đúng không nào? Hai cái dâu. Dâu ria, dâu và à đây là ria và đây là dâu nó, dâu, dâu quặp vào nhau đấy đúng nào hai cái ria mép bềnh bềnh trên này là mũi đúng không đấy à, uh, rồi bên này cái miệng này trên này là ria mép và dưới này hai cái dâu quặp vào nhau đó là bố nhá bố có dâu có ria đúng không nào thế thì chữ hán này thì ngày hôm nay các bạn sẽ chỉ cần nhớ cho mình cách đọc đầu tiên đó là chi 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 là nói về bố của mình đúng không nào chi chi sẽ là đây đứng một mình sẽ đọc là chi chi còn ghép với chữ hán khác nó sẽ đọc là Xô so phự à chữ phư này ví dụ ghép trong một cái từ là xô so, phự mọi người đoán là gì là ông ông của chúng ta đúng không nào ông xô so phự hay rồi cùng nhau ôn lại nhá thứ nhất sẽ là chị và ông sẽ là so phụ nhé, so phụ đó là bố là chữ phụ đúng nào. Tiếp theo chúng ta học chữ mẫu, mẫu là gì nhỉ? Mẫu là mẹ, mẹ thì có những một vài những cái từ thì thứ nhất là mẹ này hay là ngày của mẹ này và bà đúng nào, vẫn là chữ vừa nãy các bạn thấy quen không? Đó là vừa nãy là so phụ, bây giờ sang cái này sẽ là so gì nhá? nữa xem nhá. Thế thì về cách biết của nó như sau, các bạn nhìn thấy nè thứ nhất là một nét này, hai nét này. 3 nét, 4 nét, 5 nét đúng không nào Mình mà quay sang ngang á Mình mà quay ngang cái chữ này các bạn sẽ tưởng tượng như là Đây giống như là hai cái Cái bầu ti đúng không? Hai cái bầu ti của mẹ đó, tức là các bạn nhớ nhá Bố thì có dâu và có ria, còn mẹ thì có bầu ti đúng không Hình hình cái chữ hán này của mẹ giống như hai cái bầu ti của bà mẹ đúng không? Đó, chữ mẫu của mình nhá về cách viết của nó như à về cách um, đọc của nó sẽ có cách đọc đầu tiên đó là ha ha ví dụ ha ha này là gì nhỉ là mẹ của tôi này hay chúng ta có một từ gì nhỉ từ ngày mà mình học chữ nhật mình đã gặp từ này rồi đó là ha ha no hi ha ha no hi là gì đấy ha ha no hi là ngày của mẹ chữ ngày đúng nào và bà sẽ đọc sẽ đọc là sô so bộ với cách đọc của từ này khi mà ghép với chữ hán sẽ đọc là bô nhé sô bộ sô bộ ông là sô so phượng bà là sô bộ chữ nào hãy cùng nhau ôn lại nhá đầu tiên đó là haha ha. hay và haha ha no, ha ha no hi là ngày của mẹ được chưa hay và cuối cùng chúng ta sẽ đi nốt chữ hán động cuối cùng của ngày hôm nay đó là chữ trong chữ tình à trong chữ bạn bè nhá chữ hữu hữu đây à, và chúng ta sẽ gặp mỗi một từ thôi đó từ tomodachi rồi tomodachi trước tiên về cách viết đã nhá cách viết tomodachi đầu tiên chúng ta cùng nhau viết đã nhá một nét này hai nét này ba nét này 4 nét Đấy chưa nào? Thế thì đầu tiên mình sẽ nhớ chữ Hán này như sau này. Các bạn nhìn thấy nhớ chữ nào? Chữ này trong mấy cái từ gì nhỉ? Chúng ta cùng nhau nhặt nhìn lại luôn nhá. Đây, một tay nâng tạ còn một tay gì nhỉ? Một tay uh, cho thức ăn vào mồm. Bên nào là tay tay nào là tay phải đây tay, tay trái đây. Tay nâng tạ tay trái đây đúng không? Thế còn đây bên này sẽ là tay phải đút thức ăn vào mồm Ai thật tay phải đút thức ăn vào mồm đúng không nào Thế bây giờ chúng ta sẽ hình nhìn đây Đây nó đều có cái bộ phận này đúng không Mọi người tưởng tượng nhá Vậy chỗ này chúng ta coi như là tay đi Tay Rồi hai tay này giống như là mình đang gì nhỉ Đang quặp vào nhau đúng không Giống giống như hai hai tay đang đan vào nhau mọi người Đó thế bây giờ chúng ta sẽ có câu chuyện gì đây nhỉ Ví dụ hai đứa bạn thôi, Chữ này đang nghĩa là bạn mà Hai đứa bạn làm sao nhỉ Ngồi ngồi vật tay với nhau đó, hai đứa bạn người vật tay với nhau, nhớ chưa? Đó, thế là chúng ta sẽ ôn lại luôn cả những từ bên trái, bên phải và chữ bạn này nhá Hay, à, về cách đọc của nó thì cho ngày hôm nay các bạn chỉ cần nhớ cho mình cách đọc là gì nhỉ? Tomo khi mà nó ghép với từ Tomodachi Chữ này hay đặc biệt một chút đúng nào Hay, ok, chữ này sẽ là Tomodachi Chưa nào? Ok, như vậy là đến đây chúng ta đã học xong 6 chữ hắn ngày hôm nay rồi đó đều là các danh từ đúng không nào nam này người nam rồi có sức lực thì đi ra đồng làm việc này người phụ nữ là bộ nữ của chúng ta hay là bộ tử đúng nào bộ um, chỉ đứa trẻ con đúng không hay là tử này còn ghép trong điện tử nữa rồi ông bố thì có dâu và có ria đúng không bà mẹ thì có bầu sữa nằm ngang đúng không phải quay ngang ra còn cuối cùng là à, bạn trong bạn bè thì là hai đứa bạn gì nhỉ vật tay với nhau đó là hay đó là sáu từ vựng à sáu chữ hán ngày hôm nay chúng ta vừa mới học nhá các bạn nhớ dừng màn hình lại và làm bài tập đã sau đó quay trở lại và cùng nhau check với mình nhá. Câu số 1 này. Ano, ano gì nhỉ? Otoko no hito. Mọi làm đúng không? Otoko no, à otoko otoko no ko desu Ano otoko no ko ga watashi no ito à ototo desu. Cái gì nhỉ? Cái cậu bé đằng kia thì là gì nhỉ? Là em trai của tôi. Đó. Câu số 2 này. Ano otoko no hito bạn đã để cái người nam giới ở đằng kia là ai vậy câu số 3 này cano rộ nhé chữ nữ trong trường hợp này đọc là rộ đúng nào cano rộ tôi e cao mini kimasta tôi đã đi xem gì nhỉ xem phim cùng với cùng với người yêu cô bạn gái đúng không câu số 4 này ano onna no hito nhé onna no hito và watashi no haha des Người gì nhỉ? Người phụ nữ kia là gì đấy? Là là mẹ của tôi. Câu số 5 này. Ê, kono. À trong từ den này thì các bạn thấy có từ ji này chúng ta chưa học nên là mình đã đánh dấu ở đây rồi đúng không nào? Còn lại chúng ta sẽ đọc hết từ rồi. Chữ điện là đọc là den này, chữ tử là đọc là shi này và chữ thư cuối cùng đọc là sổ. Kono den shi là ano ,あの, onna no ko. Onna no ko no des. là gì nhỉ cái kim từ điển này là gì nhỉ của cái đứa bé đằng kia đúng nào tiếp theo những câu cuối cùng nhá cô đô mộ so cô đô hoshi -des. là gì đấy tôi muốn có con rồi câu số hạ à, câu số 7 này choshi wa đồ desu ka si ga i des à tình trạng sức khỏe của anh sao rồi tôi vẫn tôi vẫn tốt đúng nào vẫn khỏe câu số 8 này Chichi -nes này, Chichi ni okane kane o moraimashita là gì nhỉ? Tôi đã nhận được rất là nhiều tiền từ ai? Từ bố đúng không? Câu số 9 này haha ni Mấy từ này dễ rồi Haha ni Tôi đã tặng quà cho cho mẹ Chúng ta ôn lại được cả ngữ pháp Moraimas hay là agemas đúng không? Và câu cuối cùng này Watashi wa tomodachi es ne Tomodachi to yokoshimasu Tôi sẽ đi du lịch cùng với bạn bè của mình Hay, rồi Như vậy là đó là bài ngày hôm nay đấy Hôm nay chúng ta đã học xong bài 14 rồi Và trước mắt thì chỉ còn bài bài thôi Các bạn sẽ cùng nhau cố gắng học cùng với mình đến những ngày cuối cùng nhé Hay, và bài học của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học tiếp theo Bye bye